Xin chào mọi người, chào mừng ngồi trở lại với kênh YouTube của Nhật Chip Vlog. Mình là Nhật, mình bán xe Chip ở Chip Việt Nam Automobiles, đơn vị phân phối chip chính hãng duy nhất tại Việt Nam. Và ngày hôm nay Nhật sẽ làm một cái video clip review về sự phân biệt giữa phiên bản Chip Wrangler Rubicon và một phiên bản là Chip Wrangler Sahara. Đây là hai phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Chip Wrangler. Thì để xem Nhật sẽ review chi tiết xem hai cái dòng này nó có sự khác biệt như thế nào. Và với mức giá là trên là khoảng tầm 100 triệu đồng đó, thì mình sẽ chọn cái phiên bản nào nha. Thì Nhật sẽ nói về cái dòng xe Chip Wrangler Rubicon trước. Thì Chip Wrangler Rubicon này, hiện tại cái phiên bản này, phiên bản mới nhất của dòng Chip Wrangler, đây phiên bản 2022. Thì đối với phiên bản dòng xe Chip Wrangler Rubicon này, nó chỉ có thay đổi một chút xíu về cái kiểu mâm của dòng xe Chip Wrangler thôi, chứ còn lại thì nó sẽ giống cái phiên bản trước hoàn toàn. Thì về phần đầu xe, giữa hai phiên bản Chip Wrangler Rubicon và phiên bản Sahara, thì mình nhìn thấy phần đầu xe của nó là tương đối là giống nhau, từ đèn cho tới camera trước và cái dáng la răng thì nó rất là giống nhau ha. Cái điểm khác biệt duy nhất ở trên cái phần đầu xe đó chính là cái phần nắp capo này. Thì Chip Wrangler Rubicon nó sẽ có cái học gió tạo nên cái nét gân guốc đầy hơn dành cho cái dòng xe Chip Wrangler Rubicon. Còn đối với phiên bản Sahara thì ở đây thì mình sẽ không thấy hai cái học gió đó ha. Nhìn nó có vẻ nó hiền hòa hơn so với dòng xe Chip Wrangler Rubicon nha. Về cái điểm khác thứ hai đó chính là về cái móc kéo này. Thì ở đây hai cái móc kéo của cái dòng xe Sahara thì nó sẽ sử dụng là màu đen, còn đối với dòng xe Rubicon là nó sẽ là sử dụng cái màu đỏ đó. Về phần đầu xe thì giữa hai bản nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Về cái phần thân xe ở bên hông hai bên á, thì do cái phiên bản Sahara này đã được độ mâm độ vỏ rồi nên nhìn nó có vẻ nó ngầu hơn so với dòng xe Chip Wrangler Rubicon. Mình sẽ cho mọi người thấy cái bánh xe zin của nó nha. Đây là cái điểm khác biệt ở phần thân xe. Thì cái dòng xe Sahara ở đây á, mình sử dụng cái kiểu mâm của nó là kiểu mâm khác so với dòng xe Chip Wrangler Rubicon. Thì cái kiểu lớp của nó thì là kiểu lớp mà có vẻ nó nhìn nó hiền hòa hơn. Vì phiên bản này, phiên bản Sahara gọi là phiên bản đô thị, cho nên là nó sử dụng một cái kiểu lớp khá là trơn tru đó. Phiên bản này phiên bản đô thị nên khi mà mình đi cái lớp mâm, cái kiểu lớp này kiểu mâm như vậy á, thì đi nó sẽ êm ái hơn so với kiểu mâm kiểu lớp của Rubicon đó. Bên Rubicon thì nó sẽ sử dụng một cái kiểu mâm kiểu lớp khác, nhìn có vẻ nó rất, con này chuyên gia đi địa hình nên là cái độ gai của nó sẽ cao hơn. Và cái kiểu mâm của nó chỉ có 17 inch thôi, trong khi mâm của Sahara là 18 inch đó. Đây là cái điểm khác biệt ở phần thân xe. Ngoài ra vì phiên bản Rubicon là phiên bản địa hình cho nên là sẽ sử dụng rock rail để bảo vệ chắn đá, trong khi Sahara sử dụng cái bệ bước lên xuống đó. Đó về phần thân xe. Về phần đuôi xe để mình nhìn xem có sự khác biệt gì hay không. Thì về phần đuôi xe thì hầu như giữa hai phiên bản thì mình nhìn không có sự khác biệt gì cả. Chỉ có đây cái móc kéo cũng giống như ở phần phía trước á, thì cái móc kéo này sử dụng là sơn màu đỏ, còn phần kia Sahara sơn màu đen. Còn lại thì ở phần đuôi xe thì giống nhau, từ đèn cũng là sử dụng đèn led luôn. Cách mở cửa xe cả hai đều là như nhau, cốp xe đều rộng như nhau cả. Cách mở môi đều giống nhau. Nhật sẽ đi vào phần nội thất bên trong xem hai phiên bản có gì khác nhau ha. Thì đối với phiên bản dòng xe Rubicon thì mình sẽ thấy ngay là Rubicon sử dụng là cái táp lô, họ sử dụng màu đỏ nhám. Và cái ghế của nó là cái ghế da viền chỉ đỏ màu đen, có in hình chữ Rubicon đó. Đó là điểm khác biệt khi mà mình nhìn vô ở dòng xe Jeep Wrangler Rubicon. Thì mình nhìn thấy cái điểm khác biệt rất là quan trọng, đó chính là cái khóa V-size chu lốc và cái chức năng là Sway Bar Disconnect, ngắt kết nối thanh cân bằng. Đây là hai cái điểm rất là quan trọng đối với khi mà khách hàng lựa chọn giữa phiên bản Jeep Wrangler Rubicon và phiên bản Jeep Wrangler Sahara đó. Còn từ về phần trung tâm màn hình, về phần trung tâm nè, màn hình, động cơ,
hộp số dẫn động thì rất là giống nhau, không có điểm gì khác. Từ cái thiết kế ở màn hình, phần nội thất bên trong, hai cầu, cầu hai cần số phụ, cần số chính đều giống nhau cả. Rồi, đây là phần nội thất của dòng xe Jeep Wrangler Rubicon ha. Còn đối với mình sẽ qua thử coi cái dòng xe Jeep Wrangler Sahara nó sẽ như thế nào. Về Sahara mà khi mở cửa ra thì mình nhìn ở trong cái phần nội thất thì Sahara mang tính là nó sẽ thống nhất hơn, là nó sẽ sử dụng cái táp lô màu đen bóng, trong khi Rubicon sẽ sử dụng màu đen nhám, màu đỏ nhám. Về phần mạng, từ màn hình cho đến kết cấu nội thất thì hầu như giống nhau cả. Thì Sahara nó không có hai chức năng, đó chính là sway bar disconnect và khóa V-side true lock ha. Cái ghế của thằng Sahara này là không có viền chỉ đỏ và in chữ Rubicon giống như là dòng xe Rubicon ha. Về cái độ mà từ cái chiều dài, kích thước thì cả hai đều giống nhau cả. Cho nên là từ cái ghế ngồi thì nó, cái cảm giác ngồi thì nó cũng giống nhau. Đó là Nhật đã tổng quan những điểm khác biệt và giống nhau giữa dòng xe Jeep Wrangler Rubicon và dòng xe Jeep Wrangler Sahara. Thì hiện tại Jeep Wrangler Rubicon được phân phối ở Jeep Việt Nam Automobile với giá là 3.888 triệu, trong khi đó thì cái dòng xe Jeep Wrangler Sahara được, nếu mà tại vì đây là phiên bản 2021 thì giá của nó sẽ là 3.586 triệu, còn nếu mà là giá của phiên bản 2022 thì giá của nó là 3.686 triệu, thì với cách biệt là 200 triệu đồng và điểm khác biệt Nhật đã nêu trên, thì mọi người hãy lựa chọn thêm cái phiên bản nào phiên bản phù hợp, phiên bản Sahara hay là phiên bản Rubicon. Thì theo Nhật á, nếu mà mọi người đi địa hình abroad nhiều á, thì nên chọn phiên bản Rubicon, còn nếu mà đi đô thị cần sự êm ái nhiều thì phiên bản Sahara phiên bản phù hợp với khách hàng. Thì Nhật sẽ kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt video. Nếu thấy hay hãy like, share, subscribe giúp Nhật, và có những vấn đề cần giải đáp thắc mắc thì hãy để lại comment bên dưới cho Nhật. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.